Các bạn thân mến, trong khi các cường quốc lớn trên thế giới tập trung nguồn lực mua sắm những loại vũ khí hạng nặng có sức công phá lớn, thì Việt Nam được cho là đang có lối đi riêng, đó chính là đặt mua các loại UAV hay còn gọi là máy bay không người lái nhỏ gọn để thực hiện chiến lược lấy yếu đánh mạnh, lấy nhiều chống lớn của mình. Theo đó, nhiều trang tin uy tín của Nga cho rằng Việt Nam đang nắm giữ một đội quân UAV hùng hậu, luôn sẵn sàng tác chiến khi cần. Nó tạo nên khả năng tấn công đáng gờm cho Việt Nam trong những tình huống nguy cấp, mang tính quyết định cao trên chiến trường. Tất nhiên, khi nghe được những thông tin đó, người láng giềng của Việt Nam đã đứng ngồi không yên. Hàng loạt cư dân mạng Trung Quốc đã đưa ra những bình luận đáng chú ý về chuyện đất nước hình chữ S đang nắm giữ thứ vũ khí lợi hại hơn người. Vậy cụ thể hơn, truyền thông Nga đã nói gì về binh đoàn UAV của Việt Nam và cư dân mạng Trung Quốc đã phản ứng ra sao? Có thật là Việt Nam đang nắm giữ trong tay một đội quân đáng gờm này không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video clip này. Trước khi đi vào nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày các bạn nhé. Vâng, thời gian qua khi nhắc đến đội quân UAV của Việt Nam, rất nhiều những trang báo lớn nhỏ của Nga cho rằng Việt Nam hiện nay không chỉ mua UAV của Israel, của Mỹ mà còn có khả năng sản xuất ra UAV. Trong khi các cường quốc tập trung tiền tài, đặt mua máy bay hỏa lực mạnh, Việt Nam lại lộ rõ ý định lấy yếu địch mạnh, lấy nhiều chống lớn. Bởi vì UAV là thiết bị bay nhỏ bé, một khi ai đã làm chủ được nó với số lượng lớn thì sẽ có được sức công phá rất mạnh. Hiện nay, ngay cả người nông dân, sinh viên, thanh niên bình thường của Việt Nam cũng có thể điều khiển UAV dễ dàng. Quả thực đây là điều mà chúng ta không thể nào chối cãi, bởi vì thời gian qua, các phi vụ mua bán UAV của Việt Nam với nước ngoài đã được nhiều kênh truyền thông trong nước đưa tin rộng rãi. Chẳng hạn như cái bắt tay gây chú ý của Việt Nam với Mỹ và với Israel vừa rồi. Đầu tiên là với Mỹ. Theo trang tin Tuổi Trẻ Online của Việt Nam số ra vào ngày 3 tháng 6 năm 2019 cho biết, theo thông báo được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ, công ty Institute đã được trao hợp đồng giá trị 47,9 triệu đô la, tức là khoảng 1.120 tỷ đồng, để chế tạo tổng cộng 34 chiếc UAV Scan Eagle. Trong hợp đồng trên, 6 trinh sát cơ không người lái Scan Eagle có tổng giá trị 9,7 triệu đô la sẽ được cung cấp cho Việt Nam. Số còn lại sẽ được giao cho các nước Đông Nam Á khác gồm Malaysia 12 chiếc, Indonesia 8 chiếc và Philippines 8 chiếc sau khi hoàn thành. Ngoài ra số UAV trên, công ty Institute cũng sẽ cung cấp trang thiết bị phụ tùng, sửa chữa, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đối tác. Hợp đồng này dự kiến hoàn tất vào tháng 3 năm 2022 hoặc dài hơn đôi chút. Được biết, UAV Scan Eagle có chiều dài 1,71 m với chiều rộng sải cánh là 3,11 m. Phần cấu trúc máy bay nặng từ 14 đến 18 kg và trọng tải cất cánh tối đa của nó là 22 kg. Riêng trần bay tối đa của Scan Eagle ước đạt 5.950 m với tốc độ bay tối đa 66,3 km/h và tốc độ bay hành trình tầm 49,7 km/h. Nó được tích hợp động cơ xăng hoặc là nhiên liệu JP5, JP8. Loại UAV nhanh nhẹn này hầu như không bị phát hiện khi hoạt động. Nó có thể bay liên tục cả ngày nhằm mang lại hình ảnh giám sát trên biển lẫn trên cạn, có chi phí thấp hơn so với các hệ thống giám sát khác, bởi vì nó có thể quay và truyền video cho người điều khiển theo thời gian thực, đồng thời đảm bảo tính bí mật cao do không cần đường băng để cất cánh như bình thường. Tiếp đến là thương vụ đình đám mà Việt Nam ký kết cùng với Israel. Theo trang tin Shoha, nội địa Việt cho hay, Việt Nam đã mua các UAV Heron 1 của Israel trị giá 140 triệu đô la. Theo State Guide Page, chuyên trang về các vấn đề quốc phòng quân sự, thì Việt Nam sẽ sử dụng số UAV này cho mục đích trinh sát chiến lược, bao gồm cả các nhiệm vụ tuần thám bờ biển. Đây là chức năng chính của UAV Heron mà Israel đã phát triển cho rất nhiều khách hàng ngoại quốc của mình. Nói về loại UAV này thì Heron là loại UAV hạng nặng chủ đạo của quân đội Israel. Chính Israel mới là quốc gia tiên phong phát triển các UAV dạng này, chứ không phải Mỹ. Sự thành công về mặt công nghệ chế tạo UAV của Israel đã trở thành động lực để công ty General Atomics của Mỹ phát triển MQ-1 Predator cho mình. Được biết, Heron 1 nguyên bản nặng khoảng 1,2 tấn, tương đương với siêu phẩm Predator, nhưng nó có thời gian hoạt động liên tục lên tới 40 giờ ở vận tốc tối đa là 205 km/h, cao hơn đối thủ rất nhiều. Ngoài ra, Heron 1 còn có trần hoạt động là 10 km, cao hơn Predator khoảng 2 km. Một sải cánh của nó có thể rộng đến 16,5 m, nhưng sải cánh của Predator chỉ dao động tầm 13,2 nên không thể sánh bằng.
Bên trong UAV Heron 1 được trang bị phần mềm thông minh, có khả năng tự động cất hạ cánh khi thực thi nhiệm vụ, điều mà nhiều loại UAV của Mỹ không thể nào làm được theo yêu cầu. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà Việt Nam hiện có. Gần đây, đất nước hình chữ S đã gây chấn động thế giới khi tuyên bố sản xuất thành công UAV Hera, sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội không kém cạnh gì với các món hàng nóng của nước ngoài. Theo các chuyên gia đánh giá, Hera là dòng UAV duy nhất trên thế giới có thiết kế nhỏ gọn, để vừa trong ba lô cá nhân, nhưng nâng được 15kg và có thể mang cùng lúc 4 thiết bị trinh sát. Nó được kết hợp với phần mềm Project của Israel để tăng khả năng tự động dò tìm và định vị chính xác đám khói, đám cháy lẫn người bị nạn. So với các dòng UAV hay drone cùng loại, Hera có kích thước nhỏ gọn hơn nhưng cơ động hơn, sức nâng tối đa của nó lớn hơn gấp 10 lần so với máy bay cùng cỡ. Số lượng thiết bị có thể gắn trên Hera cùng lúc nhiều gấp 4 lần bình thường và khả năng xử lý dữ liệu của dòng UAV này cũng vượt trội hơn rất nhiều. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2023 vừa qua, UAV Hera đã hoàn thành chuyến bay thực chứng trong việc cứu hộ cứu nạn trên bầu trời xứ Bavaria của Đức. Theo đó, thì nó đã khiến cho đại diện của công ty công nghệ và giới chuyên gia nghiên cứu ứng dụng, kinh doanh lĩnh vực có liên quan cảm thấy phải nể phục vô cùng. Vậy nên không có gì bất ngờ khi công ty IMUS của Mỹ đã đặt mua Hera để dò tìm khí ga bị rò rỉ cho thị trường dầu khí, đồng thời cứu nạn cứu hộ cho thị trường an toàn nơi công cộng của nước nhà. Ngoài ra, các lực lượng thực thi pháp luật ở California và Texas của Mỹ cũng đã đặt mua Hera để huấn luyện lực lượng của mình. Vâng, qua những gì nêu trên có thể thấy rằng đội quân UAV của Việt Nam thực sự làm nên khả năng tấn công đáng gờm cho các lực lượng chiến đấu tinh nhuệ. Nó tỏ ra vô cùng phù hợp với các cuộc chiến tranh phi đối xứng, mà trong đó Việt Nam luôn đóng vai trò là người yếu thế hơn so với kẻ địch của mình. Nhất là khi các UAV nhỏ gọn còn có khả năng tấn công theo nhiều phương thức mới như là tấn công đơn lẻ hoặc là tấn công theo đàn. Chúng cực kỳ cơ động, nên kẻ địch không thể nào theo dõi và xác định được vị trí căn cứ ban đầu. Hơn nữa, các UAV của Việt Nam hầu hết đều có tầm bay thấp và phát ra tín hiệu radar rất nhỏ nên chúng rất khó bị kẻ địch phát hiện. Trường hợp kẻ địch muốn bắn hạ UAV của Việt Nam bằng tên lửa thì họ phải chấp nhận bỏ ra một chi phí không hề nhỏ cho số lượng lớn đạn dược được sử dụng khi này. Gần đây, sự lợi hại của UAV Việt Nam đã được một trang mạng lớn của Trung Quốc ngầm thừa nhận cùng với đoạn video clip được đăng tải có tiêu đề Tàu 052G Biển Đông của Trung Quốc bị máy bay không người lái Việt Nam đánh tan. Việt Nam nhắc nhở Trung Quốc cần dè chừng. Mặc dù chưa biết thực hư ra sao nhưng phía dưới clip này các cư dân mạng Trung Quốc đã tràn vào, để lại nhiều bình luận đáng chú ý như sau. Trung Quốc không nên chuyển giao công nghệ quốc phòng cho các nước láng giềng, nâng cao năng lực của mình, vì họ sẽ sử dụng những khả năng này để tấn công Trung Quốc khi cần. Hãy cảnh giác từ bây giờ. Đừng đánh giá thấp Việt Nam, bạn phải cảnh giác cao độ nếu họ có một thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái. Đó là lý do tại sao Trung Quốc cần tên lửa hành trình để tấn công máy bay cỡ nhỏ tầm thấp. Các biện pháp đối phó phải được chuẩn bị ngay tức thì. Còn một cư dân mạng khác thì phản ánh rằng, đã lâu rồi Trung Quốc không còn trang bị biện pháp đối phó với máy bay không người lái. Đây là thời đại chiến tranh, không phải là thời đại hòa bình. Chỉ cần phút bất cần sẽ dẫn đến thảm họa khó lường. Hay Trung Quốc nên chú trọng việc chiến đấu với máy bay không người lái cũng như chiến đấu chống máy bay không người lái, đồng thời xây dựng một đoàn quân UAV mạnh mẽ, thật hiệu quả, giống như là Việt Nam bây giờ. Nói tóm lại, chuyện Việt Nam sở hữu đội quân UAV đông đảo là có thật, nhưng đội quân này có khả năng tấn công và chiến đấu ra sao thì cần phải được kiểm chứng thực tế nhiều hơn nữa. Việt Nam không nên quá tự mãn, vì đôi khi thực tế sẽ khác so với các lý thuyết suông, nghe êm tai vô cùng. Các bạn thân mến, chuyện Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và gây hấn với Việt Nam trên Biển Đông đã không còn là câu chuyện quá xa lạ. Mặc dù vấp phải sự phản đối quyết liệt của Việt Nam và sự lên án gay gắt của cộng đồng quốc tế, nhưng Trung Quốc vẫn không dừng lại hành động ngang ngược của mình. Thậm chí mà nước này còn có những hành vi quá trớn hơn với cấp độ tăng dần, khiến mâu thuẫn trên vùng biển tiềm năng ngày càng trở nên khó gỡ vô cùng. Đây cũng là một điều vô cùng dễ hiểu khi mà Trung Quốc cho rằng mình là một nước lớn, có thế mạnh người đông, trong khi đó Việt Nam chỉ là một nước nhỏ nên không đáng phải bận tâm làm gì. Chỉ cần dân Trung Quốc mỗi người nhổ một bãi nước bọt thôi thì dân Việt Nam cũng đủ chết đuối rồi.
Thế nhưng nước này đã quên rằng cũng chính Việt Nam nhỏ bé ấy đã từng đánh bại một đế chế Trung Hoa hùng cường sau 1.000 năm Bắc thuộc, đồng thời đánh đuổi thành công bọn thực dân đế quốc xâm lược cùng với những chiến thắng vẻ vang và hết sức hào hùng. Nổi bật lên trong đó chính là trận Điện Biên Phủ năm 1954 và trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972 làm chấn động địa cầu. Nó đã khiến cho lũ giặc Mỹ, giặc Pháp chỉ biết cúi gằm mặt mà đi và nhanh chóng khăn gói về nước mình. Do đó mà gần đây khi Trung Quốc ngày càng lộng hành trên vùng biển Việt Nam, rất nhiều người dân trong nước không hề e sợ mà khẳng định rằng mình sẵn sàng thực hiện trận Điện Biên Phủ trên biển để bảo vệ chủ quyền lãnh hải nước nhà. Vậy liệu rằng điều này có thể xảy ra hay không và Trung Quốc đã phản ứng như thế nào khi nghe được lời tuyên bố hùng hồn ấy? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video số ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo nhé. Các bạn thân mến, nhắc đến việc Trung Quốc càng quấy trên vùng biển Việt Nam, hàng loạt những hành động quá đáng của nước này lập tức hiện lên trong đầu của mỗi một con dân nước Việt. Nổi bật nhất có thể kể đến, vào tháng 5 năm 2011, tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 2 của Việt Nam bị tàu công vụ Trung Quốc cắt cáp khi đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của nước mình. Tháng 11 năm 2012, tàu Bình Minh 2 lại bị tàu Trung Quốc cắt cáp khi đang di chuyển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2014, Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tháng 7 và 8 năm 2019, tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng các tàu hộ tống xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước nhà mà không hề kiêng nể gì. Tháng 3 năm 2021, Trung Quốc đưa hàng trăm tàu lớn nhỏ xâm nhập vùng lãnh hải của đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tháng 5 năm 2023, Trung Quốc đưa tàu Hướng Dương Hồng 10 cùng các tàu hộ tống xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của đất nước láng giềng. Còn gần đây nhất, Trung Quốc đã cho tàu tuần tra lớn nhất mang ký hiệu CCG-5901 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 3 lần liên tiếp trong vòng 1 tháng để ngầm khẳng định sự hiện diện phi pháp của mình. Cụ thể hơn là chỉ 2 ngày trước chuyến thăm của ông Tập tới Việt Nam, tàu 5901 của Trung Quốc được mệnh danh là con tàu tuần tra lớn nhất thế giới, với lượng giãn nước là 12.000 tấn, đã xâm nhập vào vùng biển quanh bãi Tư Chính do Việt Nam quản lý. Sau đó, con tàu này đã quay trở lại thêm 2 lần nữa, trong đó một lần là vào ngày 29 tháng 12 năm 2023 và một lần còn lại là vào ngày 7 tháng 1 năm 2024. Sự kiện trên đã được báo chí Việt Nam đưa tin rộng rãi, kèm theo đó là sự phản đối gay gắt của Việt Nam dành cho Hoa Lục khi nước này đã có hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia đặc biệt nghiêm trọng. Ngay phía dưới bình luận của các bài đăng, rất nhiều người dân Việt Nam đã tỏ ra phẫn nộ và lên án Trung Quốc hung hăng bạo tàn. Làn sóng phẫn nộ ấy thậm chí còn lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng Facebook và TikTok lớn nhất hành tinh. Không ít cư dân mạng Việt Nam đã thể hiện một thái độ quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng cách khẳng định rằng đến đường cùng, chúng tôi bắt buộc phải thực hiện trận Điện Biên Phủ trên biển để đẩy lui kẻ thù. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên người dân Việt Nam đưa ra lời tuyên bố cứng rắn như thế. Trước đó khoảng một thập kỷ, trận Điện Biên Phủ trên biển cũng đã được nhắc đến khi âm mưu nuốt chọn Biển Đông của Trung Quốc bị vạch trần. Theo thư viện mở Wikipedia lý giải thì, trận Điện Biên Phủ trên biển là một thuật ngữ không chính thức. Nó chỉ là một trận đánh giả định có thể xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông nếu như chiến tranh giữa hai nước xảy ra. Tên gọi của nó xuất phát từ một chiến thắng lịch sử làm chấn động địa cầu của Việt Nam trong quá khứ. Thuật ngữ này ra đời trong bối cảnh xung đột leo thang trên Biển Đông trong khoảng thập niên thứ hai của thế kỷ 21. Giữa một bên là Việt Nam, một bên là Trung Quốc, xoay quanh các vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo. Vâng, nói đến đây nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến một sự kiện diễn ra cách nay khoảng 70 năm trước. Khi đó, thực dân Pháp đã dồn Việt Nam tới đường cùng, buộc cả dân tộc phải vùng dậy làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, chấn động cả địa cầu. Tiếp đến là đế quốc Mỹ cũng đi vào vết xe đổ của thực dân Pháp. Họ đã tham chiến tại Việt Nam từ sau khi Pháp rút quân về nước và quyết đánh cho Bắc Việt phải tanh bành. Để rồi đến cuối năm 1972, khi cuộc đàm phán bốn bên ở Paris đi vào bế tắc và chiến tranh vẫn tiếp tục, Mỹ đã quyết định chơi đòn sinh tử, ném bom hủy diệt miền Bắc Việt Nam bằng tất cả các loại vũ khí tối tân nhất thời đó. Họ hoang mang tuyên bố rằng sẽ đẩy Bắc Việt Nam vào thời kỳ đồ đá và chờ đợi sự đầu hàng vô điều kiện. Nhưng bom đạn chỉ hù dọa được những người yếu bóng vía thôi. Dân tộc Việt Nam từ cụ già đến em bé chỉ biết sợ lẽ phải, chứ chưa bao giờ khiếp nhược trước kẻ thù. Kết quả là Việt Nam một lần nữa làm nên chiến thắng lịch sử cùng với trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972 khiến cho đế quốc Mỹ phải tháo chạy có cờ. Qua đó,
Có thể thấy ý chí quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của mỗi một người dân Việt Nam là vô cùng mạnh mẽ. Dù cho phải đối mặt với kẻ thù mạnh hơn mình gấp trăm ngàn lần, thì Việt Nam vẫn không hề run sợ và luôn biết cách tận dụng lợi thế của bản thân để giành lấy chiến thắng sau cùng. Vậy nên có khả năng cao là trận Điện Biên Phủ trên biển sẽ diễn ra nếu như Trung Quốc vẫn ngang nhiên thực hiện những hành động không thể chấp nhận được trong thời gian tới. Lúc đó không một ai biết được điều gì sẽ xảy ra trước một Trung Quốc hung hăng và một Việt Nam ngoan cường. Ấy thế nhưng sau khi lời tuyên bố trên được lan truyền đến tận Trung Quốc, một đoạn video clip được đăng tải trên trang mạng Dưa Hấu liên quan đến vấn đề này đã nhận được rất nhiều ý kiến tỏ vẻ khinh thường đất nước hình chữ S. Trong đó có vô số những comment khó nghe như sau. Ngay cả 8 nước Việt Nam cũng không thể đánh bại được Trung Quốc, chứ đừng nói đến một nước Việt Nam nhỏ bé. Một mình Quảng Tây thôi là đã có thể đánh bại Việt Nam rồi. Ngoài ra bên cạnh Việt Nam còn có rất nhiều đội quân tinh nhuệ khác của chúng ta như là quân Vân Nam, quân Tứ Xuyên, quân Quảng Đông, quân Quý Châu. Còn xa hơn thì cũng có quân Hồ Nam nữa đấy. Vậy Việt Nam sẽ khai chiến với đội quân nào? Vâng, chúng tôi đã sẵn sàng. Hay như một cư dân mạng Trung Quốc khác nói rằng Việt Nam không có công nghiệp nặng nên kho đạn dược của nước này sẽ không tồn tại được lâu nếu không có sự hỗ trợ của các nước khác. Việt Nam thậm chí không đủ Internet để dẫn truyền thông tin, vì thế không có gì phải sợ cả. Nhưng đáng chú ý nhất là bình luận đầy tự tin. Nếu lần này Việt Nam gây chiến thì họ sẽ quay lại thời kỳ đồ đá thật chứ chả đùa. Rõ ràng, tư tưởng nước lớn xem thường nước nhỏ của Trung Quốc đã ăn sâu vào máu thịt, vào tận tế bào não của người dân nước này. Nhưng mà các cư dân mạng Trung Quốc càng comment thiếu não như thế thì càng cho thấy được rằng họ chẳng khác gì những con ếch ngồi ở dưới đáy giếng cả. Rất may, trong đại bộ phận người dân Trung Quốc kể trên vẫn có một số ít người thực sự có hiểu biết và tầm nhìn. Họ đã đưa ra được những bình luận trái chiều so với phần đông còn lại như sau. Bố tôi từng kể về trận Điện Biên Phủ trên không. Khi đó Việt Nam giống như anh hùng của cả thế giới. Cả nhân loại không bao giờ dám quên trận đánh đó của một Việt Nam kiên cường. Đồng tình với cư dân mạng kể trên, một anh bạn người Trung Quốc khác tiếp tục nói. Tại sao Việt Nam lại dám thách thức Trung Quốc thường xuyên khi nước này đang yếu thế? Điều đó có nghĩa là gì? Đó là họ không yếu ớt như các bạn hay nghĩ. Đừng quên họ đã từng thắng cả Pháp, Mỹ và mới đây nhất năm 1979, Trung Quốc cũng thua toàn tập trước Việt Nam đấy. Đừng đùa với Việt Nam nhá. Ngoài ra thì còn có một số bình luận khác rất đáng chú ý là đừng nói đến chuyện đánh Việt Nam nhé. Chỉ cần bạn đặt một chân đến đấy thôi là đã rơi vào tầm ngắm của các cường quốc đang hỗ trợ Việt Nam rồi. Đừng ngông cuồng, chúng ta nên yên ổn trên đất nước của mình và đừng mang suy nghĩ rằng mình là nhất. Tiếp lời anh bạn này là một comment rất thấu tình đạt lý. Nếu đánh Việt Nam dễ như vậy, tại sao Trung Quốc vẫn chưa thể làm gì? Vậy nên mới nói là cư dân mạng Trung Quốc nói riêng và cả Hoa Lục nói chung, đừng vội xem thường Việt Nam. Với một đất nước từng làm nên nhiều kỳ tích có 102 như thế, thì điều gì cũng có thể xảy ra trong tương lai gần.